Giá cà phê hôm nay, mùng 9 tháng 5, bất ngờ Robusta tăng trở lại, đại giảm liệu đã hết. Giá cà phê nội địa ngày mùng 9 tháng 5 tăng trở lại sau gần nửa tháng giảm liên tục. Theo khảo sát vào lúc 10 giờ 20 phút, giá cà phê hôm nay tăng 2.800 đến 3.600 đồng/kg. Chi tiết như sau: Thương lái tại Đắk Nông và Đắk Lắk đang cùng thu mua cà phê với giá cao nhất là 98.000 đồng/kg thấp hơn ở mức 97.600 đồng/kg là giá giao dịch ở tỉnh gia lai tăng 3.600 đồng/kg tỉnh lâm đồng tăng 3.000 đồng/kg lên 97.000 đồng/kg giá cà phê trong nước thay đổi bất ngờ theo giá cà phê thế giới rất khó dự đoán trong thời gian tới cơ quan khí tượng sao mateo đưa tin hôm thứ hai rằng khu vực minas gerais của brazil không nhận được lượng mưa hoặc bằng 0% mức trung bình lịch sử trong tuần qua đây là tuần thứ hai liên tiếp khu vực này không nhận được lượng mưa nào. Theo thời hạn báo cáo, bình thường thì đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 chúng ta sẽ nhận được số liệu mới về vị thế của các thành phần trên thị trường trong khoảng từ ngày 30 tháng 4 năm 2024 cho đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thông qua đó chúng ta có thể biết hành động của họ là gì. Tuy nhiên đến nay số liệu đó vẫn chưa được cập nhật nhưng chúng ta cũng có thể thấy phần lớn những nhà đầu cơ lớn đều chỉ mới bán nhẹ ra vị thế mua của họ trong thời gian qua. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ nói trong một báo cáo rằng vụ cà phê của Ấn Độ từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025 dự kiến sẽ giảm khoảng 1,49% so với năm trước có tổng sản lượng là 5 triệu 970 000 bao. Con số này được hình thành từ sản lượng 1 triệu 420 000 bao cà phê Arabica và 4 triệu 550 000 bao cà phê Robusta. Báo cáo còn dự đoán xuất khẩu cà phê nhân từ Ấn Độ chủ yếu là Robusta sẽ đạt khoảng 4 triệu 200 nghìn bao trong niên vụ 2024-2025, lượng xuất giảm khoảng 1,18% so với năm trước. Điều kiện thời tiết ở Việt Nam đã được cải thiện trong tuần qua. Vùng Tây Nguyên của Việt Nam đã có lượng mưa tăng lên trong tuần đầu tiên của tháng 5, điều rất cần thiết trong thời điểm này sau tháng 4 khô hạn bất bình thường. Tuy nhiên, Người ta có thể nhận xét rằng các nhà dự báo thời tiết vẫn dự đoán lượng mưa sẽ thấp hơn mức trung bình trong tháng 5, điều này sẽ được các nhà hoạt động thị trường cà phê theo dõi chặt chẽ và sẽ ảnh hưởng lên giá cả thị trường. Theo bình thường, mùa mưa ở Việt Nam sẽ bắt đầu vào tháng 4 và kéo dài đến khoảng tháng 10 hàng năm. Tại Brazil, mưa lớn đã dẫn đến lũ lụt trên diện rộng ở bang cực Nam Rio Grande do Sul. Tuy nhiên, khu vực này khá xa các vùng trồng cà phê vẫn là một thảm họa nhân đạo khi lũ lụt đã phá hủy đường xá và cầu cống ở một số thành phố, gây lỡ đất và để lại con đường hủy diệt. Điều kiện thời tiết dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn khi mưa tiếp tục rơi trên khu vực trong tuần tới. Thị trường cà phê Robusta ở London đã đóng cửa hôm đầu tuần do Vương quốc Anh kỷ niệm ngày lễ ngân hàng, khiến thị trường cà phê Robusta càng nhận thêm áp lực bán nội địa do thị trường sụt mạnh trước khi nghỉ lễ.